Bạn thấy mình rảnh không? Từ quận 10 mà đi qua Phú Nhuận ăn sáng, ăn bánh cuốn. Bánh cuốn đó chỗ đó ta bán rẻ bạn, có 23 ngàn à. Có cái này khăn nữa, khăn lao nữa. Đèn này nay được tặng cái đèn mổ. Cái hộp đẹp quá, giờ không dám xài luôn, để cất luôn quá. Nè. Đây để quay chân dung em nó tặng nè. Đó. Tặng tôi cái đèn. Đèn mổ. Đây, đó, ăn đi, 80 ngàn. 80 ngàn mà ăn cái này chắc no 5 ngày luôn á. Ăn cái này no 5 ngày luôn. Anh ăn ngoài bển biết mà. No 5 ngày luôn á. Em có cái muỗng hả? Nghe đó. Em nhìn em cũng no luôn rồi, em khỏi ăn. Cái này làm lộn nha, làm lộn cái này là 140 với nãy 80 là lộn. Giờ người ta qua người ta lấy thêm 60 nữa rồi. Ngon quá. No đúng 5 ngày luôn, nay mới ăn lại. Là 9 giờ, ổ lộn, 19 giờ, tức là 7 giờ 35 phút. Thì mình đang nhìn xuống sân vận động Thống Nhất nè các bạn. Sân vận động Thống Nhất thì đây là trận đá banh giữa thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hồng Tĩnh, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh cái gì đó. Nói chung là bóng đá trong nước thì mình không coi nhiều, không rành. Mà thấy mấy anh đá trời mưa vất vả không các bạn thấy không? Nè. Trời mưa mà vẫn phải đá banh các bạn thấy không nè, đó. Các bạn thấy không, đâu có cái nghề nào mà nó dễ dàng đâu. Đá banh này trời mưa cũng phải đá các bạn thấy chưa? Không có nghề nào là dễ dàng cả. Mỗi nghề nó đều có cái cực khổ riêng. Mình đừng có nên đứng núi này mà trong núi kia mà nói này nói kia bất công tội nghiệp người ta.